Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái căn nhà của anh Tư ha. Anh muốn bán gấp, bán nhanh và bán rẻ để anh về quê. Đó là một cái căn nhà cấp 4 trong cái đường hẻm xe hơi này đây. Rồi trước khi đi vào chi tiết mời các bạn đăng ký ủng hộ kênh, cảm ơn rất nhiều. Đó, trước mặt các bạn đây là đường Tô Ngọc Vân đây. Đó, đi nghĩa là cái đường Tô Ngọc Vân nối dài. Đó, nghĩa là bên này là TL43, còn qua cái cầu vượt Gò Dưa cái là Tô Ngọc Vân đi về Thủ Đức. Ở đây là thuộc phường Tam Bình các bạn, phường Tam Bình. Còn cái con đường đi tiếp đây nữa là ra Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh. Đó, cái hướng trước mặt các bạn là lên chừng khoảng 200 m là đụng cái cầu Gò Dưa là về Tô Ngọc Vân đó. Và đi vào chợ Thủ Đức thì nó chừng khoảng hơn trên dưới 2 km ha các bạn ha. Rồi giờ mời các bạn cùng đi theo mình. Cái con hẻm rất là lớn đây. Con hẻm hai xe hơi tránh nhau luôn không. Từ đây đi vô căn nhà chừng khoảng 50 m. Một cái khu dân cư rất là ổn định. Và giá thì mình sẽ để ở phút thứ 5. Các bạn có thể tua tới đó để coi ha, coi giá ha. Khu nơi vực này là khu dân cư rồi. Ở ngay phường Tam Bình, Tam Phú đồ này kia ha. Khu vực này thì như các bạn biết rồi, đi ra chợ Đầu Mối cũng rất là gần luôn. Đây căn nhà trước mặt các bạn đây, hẻm này là hẻm thông đi các hướng luôn ha, hẻm thông đi các hướng luôn, vô trong khu dân cư. Đó, các bạn nhìn ra đầu đường đó, từ đầu đó vô đây chừng khoảng 50 m, trên dưới 50 m chút xíu. Đây căn nhà có cái bộ cửa cổng đen đen đây các bạn. Và cái con đường đi vô đây, cái nhà nằm phía sau. Đường này là lối đi riêng của căn nhà. Đó, vô trong đây rất là rộng ha, vô trong đây rất là rộng luôn. Có đầu thì nó hơi hẹp chút xíu thôi, còn vô đây thì xe hơi vô thoải mái luôn rồi. Đó, căn nhà gồm một trệt và một lầu, nghĩa là cái gác đó các bạn. Đó, căn nhà từ bên này qua tới bên này luôn các bạn này, đó trong cái góc đó luôn á. Nhưng mà anh đã để làm cái sân á. Đó, còn cái nhà thì làm nhỏ trong đó thôi. Căn nhà có chiều ngang là 5m23 và dài là 11m45 và được công nhận trong sổ là 55,5 m², hướng đông nam, sổ hồng riêng. Đó, căn nhà bước vào thì đây là cái phòng khách này các bạn này. Tại cái chiều ngang nó rộng á, có thể rồi làm cái phòng khách để có lối đi cái sinh hoạt chung nữa. Đó. Và thực ra đây là một cái căn nhà cấp 4 có gác thôi. Anh muốn bán để anh về quê mà, anh giải quyết công việc gia đình, anh về quê. Cho nên là anh bán gấp và bán nhanh và bán rẻ nữa các bạn. Đó thì vào bên trong đây thì có cái khu vực bếp này, có cả cái quầy bar luôn các bạn, có cả cái quầy bar luôn này. Bếp được làm bằng gỗ tự nhiên. Đó, mặt đá thì cũng bằng granite ha. Và cuối cùng cái căn nhà thì có một bên tay phải đây là cái nhà tắm và bên tay trái là một cái ô giếng trời. Hiện tại đang tận dụng để các cái dụng cụ nhà bếp. Đó, cái giếng trời đây. Còn đây là cái nhà tắm. Đó, các bạn đứng từ sau nhìn ra trước ha. Nói chung nhà thì còn rất là chất lượng ha. Ví dụ như về mình lăn sơn lại là rất là mới luôn. Tường còn rất là ngon lành luôn rồi. Ở cũng rất là tốt luôn. Rồi giờ mời các bạn đi lên lầu này. Đó, lầu này là lầu gác đó các bạn ha, gác. Đó, các bạn nhìn thấy không có một cái vết nứt nào hết trơn á. Nhà khá kiên cố. Rồi ở trên lầu đây thì bên tay phải các bạn là có một cái nhà tắm ha. Còn phía trước này để một cái sảnh này và hai cái phòng ngủ. Cái sảnh này thì có thể làm cái điểm để sinh hoạt của gia đình. Rồi để đồ để đạc ha, tủ đồ này kia ha. Phía trước là cái ban công. Đó, nhìn ra trước đường á. Khu vực này đầy khu dân cư rồi ha các bạn ha, khu dân cư rồi. Rồi các bạn đi tham quan cái phòng ngủ này, phòng ngủ đầu tiên này. Đó, ở đây có một cái phòng ngủ. Đó, cái lợi thế của chiều ngang căn nhà 5 m là như vậy đó. Nói chung là căn nhà này còn ở rất là ngon lành luôn ha. Lăn sơn lăn đổ lại đồ là tuyệt vời luôn, như mới luôn á. Rồi, đó là phòng ngủ thứ nhất ha. Tới phòng ngủ thứ hai. Đây, đây là cái phòng ngủ thứ hai. Để mình mở cho các bạn coi. Đó, hai phòng ngủ ha. Rồi, mình xin báo giá luôn cho các bạn. Giá là chính chủ nha. 3 tỷ 850 triệu. Không tiếp môi giới ha các bạn ha, không tiếp môi giới. 3 tỷ 850 triệu còn thương lượng. Ở khu vực phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức. Đó, cuối cùng đây là cái nhà tắm của trên lầu. Đó thì như các bạn đã biết rồi, cái đường Tô Ngọc Vân chạy qua cầu vượt Gò Dưa là tới cái căn nhà đây. Đi về chợ Thủ Đức thì trên dưới 2 km, đi ra chợ Đầu Mối thì chừng khoảng chắc cũng khoảng trên dưới km gì đó các bạn. Đó, Gò Dưa là quẹo cái là tới Đầu Mối rồi, chắc không tới 1 km đâu. Cho nên là ấy, đây là một cái vị trí mà giao thông cũng khá thuận lợi. Đó, hẻm xe hơi, xe hơi đậu ngay trước cửa nhà luôn. Đó, nói chung là tại cái thời điểm này các bạn này rất là kẹt về cái công việc, cho nên anh muốn bán để anh về quê đó. Bạn nào có nhu cầu cứ điện thoại cho mình. Đây là cái hồ sơ pháp lý này. Đó, diện tích được công nhận là 55,5 m². Thì cho nên là mình, như mình đã nói đó, thì tại thời điểm này thì giá bất động sản nó xuống ghê lắm. Bây giờ đây là 55,5 m² cho 55 m² đi mà anh chào 3 tỷ 850. Đó, thì nó chừng khoảng 70 triệu một mét, 7535 đúng rồi, cỡ 70 triệu một mét đó. Có nhà sẵn luôn. Cái này là vừa ở vừa cho thuê cũng được á, cái này cho thuê được luôn đó các bạn. Nếu mà chưa có ấy thì cho thuê, hoặc là các cái vị trí là mua bán hàng online là cũng được luôn. Đó, với cái số tiền như vậy thì ở Thủ Đức mà, Thủ Đức giao thông khá thuận tiện. Và đây là cái hộ ở cái kích thước này, kích thước của căn nhà. Đó thì trên đây mình đã giới thiệu cho các bạn một cái căn nhà của anh Tư. Bạn nào có nhu cầu thì cứ gọi điện cho mình sẽ cung cấp thêm thông tin, cũng như các bạn có thể trả giá. Biết đâu thì người ta đã kẹt, người ta có thể bán. Đó là cái căn nhà mà mình thấy phù hợp với túi tiền của nhiều người á. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn luôn khỏe và thành công.